Ok. Có rồi, ok, là mọi người nắm được vì cái trong database luôn là mô tả trong rồi. Ok. Rồi trước hết là mọi người sẽ phải nói chung là phải tạo, nói chung là tạo đăng nhập bằng Google để vào cái đi trước này. Được chưa? Mọi người sẽ ai sẽ implement cái site với Google này. Đăng xuất đi. Spy. Đây, lúc đầu là mình sẽ làm như này, mình đăng nhập này. Yeah, Đây mình sẽ đăng nhập bằng Google này. spy. À, cái này Đó. để nhanh làm nhé. Hả? Dạng làm nhau. Ok, cái này dáng lắm nhá. Ok. Estimate bao nhiêu lâu nhỉ? Ngày mai tôi thi rồi. 2 ngày đi. 2 ngày vâng. Ba 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 ba. 3 ngày. 2 tiếng một point, 3 ngày 3 point. Ok. Rồi, sau khi mình tạo 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 kênh rồi đăng nhập bằng cái này rồi thì mọi người đọc tạo chứ nhỉ. Đây con thằng điều cực yêu cầu của chính là public profile form, tức là cái này là tạo channel đúng không? Để mình thử đây này, mọi người chú ý cái flow nhá. Đây giả sử mình tạo một cái kênh đi, đây kênh nó sẽ có tên này, tên người dùng này, mình chụp lại có gì rồi tạo kênh này. Về migration thì Luân sẽ cố gắng up lên trước cho mọi người. Đây, đây là một cái kênh mình mới tạo được chưa? Đây là Ok. cái public profile mà Tin nói. Đây, anh sẽ có chi tiết này, giới thiệu là mình sẽ có ngày tham gia này, các thứ này cái gì, nhưng mọi người sẽ vô cùng Luân sẽ cập nhật cái các cái trường trong bảng cho mọi người tùy chỉnh này, tức là đây khi tạo kênh thì mình sẽ có quản lý các cái rổ tạo kênh trong cho nó này. Đây này mình sẽ có cái hồ sơ này, tùy chỉnh hồ sơ này, mình sẽ có hình ảnh này, tên này, tên kênh này, tag này, cái này là Luân ở hết rồi. Đấy là Luân nói chung là cho mọi người nắm rõ cái flow đăng nhập của nó thôi, tạo kênh, tạo user của nó thôi. Đấy, ok chưa? Thì cái ni Là cái này ai sẽ đang làm nhỉ? tự Hả? là cái này đang từ profile rồi tạo channel đúng không? Đúng đúng, đây là channel, tùy chỉnh channel. Mấy cái trường thì mấy cái trường là ở trong hết giống như tên ảnh đồ đó. Là hẳn sẽ nằm trong thằng thằng channel. Ở bên thiết kế thì bị mình có ghi bôi chưa? Đây đây đây, Ok. user với channel là hẳn mỗi liên hệ một một user sẽ có nhiều channel. Đó, mọi người cứ bảo theo. Ok, thì trước hết là mình sẽ trong cái tab public, cái tab public profile này á, thì mình sẽ có 2 cái tab con. Một là tab sign with sign với email và được chưa? À Google. Thì cái nữa thì Giang sẽ làm con cái mà mình sẽ chia cái tạo channel đi ra, thì Khối sẽ làm cái này được không? Đúng không? Là tạo channel với lại cái tùy chỉnh luôn đúng không? Là Em chỉ cần tạo tạo channel với mặc định là ba cái trường là đang gửi lấy cái này cho đúng chưa? cái ảnh là phải ấy nên cloud đúng không hay là ST là Cái lấy này cái nữa app làm con em làm API để tạo kênh được chưa? ok. Rồi cái nữa thì em cái nữa rồi ok. Em estimate là bao lâu để đến mở kênh này đi này. Em gửi vào trong nhóm nhá. Khối estimate xem được bao lâu nhá, vì cái em có 3 trường đó. Mình nhận nhận cái thanh số nó đúng không, Là cái ảnh đó chỉ tên là tên người ảnh dùng. cái link thôi, cái link ảnh thôi đúng Đúng rồi, đúng rồi. không? Ok, chắc tầm mai đi chắc tầm biết số 6 ngày. Không, em cứ làm từ nói chung là mọi người cứ làm cho estimate cứ thoải mái ra đi. Mình Không làm qua cho tình nó. nha. Hả? Qua tình ha. Tuần mà.
qua tuần ra tuần Rồi, qua sau. tên ok. Rồi. Đó, trước mắt là mọi người sẽ làm hai cái đấy nha, để luận tạo sụp tạp rồi có chỉ luận ạt mọi người vô. Còn cái private profile thì mọi người đúc chứ?